Thế khách không tiếp ra làm gì đây? Ờ, tiền lại ít giờ. Em đang xem lại cái xe này, em xem có cái gì để khách họ đến em hỏi em còn biết. Thế thuộc chưa? Em cũng biết rồi. Thế con này là con những cái gì? Này là Cruise 26 này, 26 thì lên form mới rồi. Từ 26 trở lên form mới rồi. 26 thì nó có điều hòa tự động này, gạt mưa tự động này, đèn pha tự động này. Gì Đấy. nữa? À, con này số sàn 6 cấp. Máy mấy chấm? Máy 1.6. Cũng thuộc bài phết. Bằng vô lăng thì trông nó vẫn còn đẹp này này. Tình trạng xe con này như nào? Con này máy zin. Bao check hãng cho các bác luôn. Đúng rồi. Giá thì bây giờ giá bán như nào? Con này chỉ hơn 300 một tí thôi. Cụ Thế ví thể dụ như mà khách mà cần hỗ trợ rút hồ sơ hay là vào tên thì em tư vấn khách như nào? thì khách các bác mà muốn tư vấn về vấn đề rút hồ sơ thì bên em sẽ bao rút hồ sơ hoàn toàn. Còn nếu mà các bác muốn sang tên thì bên em sẽ hỗ trợ cho khách sang tên tùy từng tỉnh. Ví dụ như Thế ví dụ là như con này, cái này người ta hỏi là cái này có đăng kiểm không? Na răng này. la răng này đăng kiểm thoải mái. La Đấy. răng này người ta chỉ đánh cái kích thước của lốp thôi. Còn cái la răng thì đăng kiểm thoải mái, cũng như là đèn cũng thế, tất cả đều đăng kiểm thoải mái. Người ta chỉ lại đánh vào cái kích thước này. Đèn bi thì là con này có đèn bi sẵn rồi, trong đăng kiểm nó đèn bi sẵn rồi. Nên là Ok. vẫn đăng kiểm được. Đúng rồi, Đấy. đăng kiểm mới rồi. Đó. Vẽ biển 14 ở đâu? Đèn 14 Quảng Ninh. Rồi, chuẩn Đấy, xi luôn. nhan 26 thì lên form mới thì lên xi nhan gương. Lên xi nhan gương này. Đấy, với lại là cốp sau thì nó bo tròn. Đây, chị ra đây. Đằng sau có những gì nữa? Cốp sau đây. 26 lên form mới thì cái phần mông của nó bo tròn lại như này. Đúng rồi. Và có mắt cảm biến lùi này. Đấy, rất là đẹp luôn. Form mới Thế là chính xác là giá bao có nhiêu? bô líp, con này là 330 triệu. Đã bao gồm phí rút hồ sơ cho toàn thể quý khách nhà mình rồi. Đấy, thuộc bài. Đấy, xem đi nhá. Đấy. Cứ xem Chào xe gì? chị. Innova đúng không ạ?